Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình lại tiếp tục làm clip và hướng dẫn các bạn tô. Đây, như các bạn đã thấy, đây là một ninja rùa cầm côn. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô một chú ninja rùa côn nhé. Đầu tiên ta pha màu. Sau đó ta tô nhé. Trước tiên ta tô phần phần mặt nạ trước đây đã. Ok, mình thử màu nhé. Ok, phân tô nha. Các bạn thông to lên các bạn tô nha.
Thank you.
Thank you.
Hãy subscribe.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
All right.